À, xin mến chào các bạn ha. Hiện tại nhớ nhìn thấy một cái chiếc máy cắt lúa đó, hình như nó cắt xong rồi nè. Rồi giờ là nó đang chạy lên để cái chiếc máy cày các bạn. Máy cày nó có tâm thớt chở về ha, đi hoặc là chuyển đồng khác. Nếu như ở dưới miền Tây là cái chẹt, thì ở Tây Ninh chiếc máy cắt lúa nè các bạn. Tuốt xa xa các bạn thấy không? Giờ nó chạy lên nè, để coi nó có trật dột gì hay không ha. Những hình cho các bạn xem, máy cắt lúa xứ Tây Ninh. Má ơi, nó đi phà phà luôn. Máy cắt lúa thì nó xài bánh xích đó các bạn, còn máy cày Tây Ninh là chạy bằng một cầu hai cầu ha. Cái đường đó ok. Ồ, đón ở đây đi. Rồi lên luôn. Ô má ơi, nhổng đầu. Nhổng đầu các bạn. Điếu thần ha. Để chờ ở đây. Đây là những ghi hình các bạn xem nó leo lên như thế nào ha. Wow, đẹp quá. Máy cắt lúa Tây Ninh này, con này chắc DC máy nè, DC DC 70 các bạn ơi, lớn luôn, bò lớn. Ồ, hay quá vậy. Ơi, nhổng đầu nè. Ơi, xuống cái đầu xuống luôn má ơi, dữ mày. Rồi coi nó bò lên nha. Má ơi, nhổng nữa, nhổng đầu nữa. Rồi, giờ nó quẹo ra nè các bạn. Cày xịt tên mình ha. Máy này là DC Kubota. Thời mọi người vẫn chưa quay cắt lúa các bạn xem ha, DC 70 các bạn ơi. Bây giờ anh bạn anh vô anh đánh nó cài luôn. Chuyển đồng á chị, chuyển đồng phải không? Hầu kim luôn ha, vừa máy cài máy cắt lúa luôn hả? Wow, một số gì các bạn ơi. Đất nó cứng á các bạn, để máy cắt lúa này nó có cái thế nó bò lên các bạn thấy không, chắc chạy lên trên đường gỗ dầu luôn á, anh cứng hả. Ô má này nữ lái luôn kìa. Ủa cái chị này nữ mà lái máy cắt lúa các bạn ơi. Nữ nha.
đây mới cắt lúa các bạn ơi. Bòm hãy lên. Ở miền Tây cũng hiếm gặp cảnh nữ lấy mắt lúa ha, nên càng hiếm dữ nữa các bạn. Đi thôi, nó còn nó leo lên chứ mấy cày như thế nào ha. Má hay quá vậy, nữ mà lái đó các bạn. Đây có chiếc nè, nhưng mà cái này là máy cày chở lúa nè. Đây là máy cày bò lên luôn. Wow, nữ lái luôn, quýt quá. Chị nữ lái luôn các bạn ơi. Đổi tài. Giờ cái màn này khó hơn chút. Đổi tài ha. Đây mình bò lên nè. Ô ghê quá, ghê quá. Chị này nữ mà lái luôn rồi các bạn. Ủa chị lái cắt luôn hả? Lái cắt lúa luôn hả? À lâu lâu chạy vô phải không? À lâu lâu chị phụ thôi. Ừ. Nữ các bạn, nữ mà lái máy cắt lúa ha, mới thấy lần đầu ở Tây Ninh luôn. Miền Tây cũng hiếm mà. Cái màn mà chạy lên nó hơi khó một chút. Thì cái anh lái chính ha, anh lái. Chị sẽ phụ những cái đoạn nó không quá khó. Máy cày nữa các bạn. Đúng 630 co nha. Đúng 630. Bây giờ bạn sẽ leo xuống. Mình lấy tiếp các bạn ơi. Còn giờ anh ràng lại chứ hả? Ràng lại. 1, 2, 3, 4, bấm máy các bạn. Bấm 630. Tình cảnh. Máy chưa hết chương trình mình. Cái ràng lại như các bạn. Ràng lại thôi. Cái ràng trên này. Rồi bây giờ sẽ chờ đánh chạy ha. Đánh lái hình cho các bạn xem. Chưa nữa không ta? Nó mà nó đẹp ghê không? Nó cài trên lên á. Đẹp vậy ha. Nhìn cột rồi các bạn ơi, cho kỹ á. Đánh ngập nước hết trơn trời. Nên ha, có lẽ là họ sẽ về hoặc là chuyển đồng, rung lắc các bạn. Các bạn nhìn thấy hai bên cái kiến không? Rung khí thế luôn ha. Nhảy về hoặc là chuyển đồng. Trời giờ các bạn ơi. Mấy nữ nam lái đây hồi hộp quá à, nam lái các bạn ơi. Đó, giọt nha, chuyển đồng, chuyển đồng, chuyển đồng. Wow.
cua. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha. Chúc các bạn vui khỏe và bình yên trong cuộc sống ha. Bye bye.